Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng, liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thần, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chuẩn bị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó do quá xấu hổ nên họ không dám thú lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi quỵ và phim ảnh xét nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét vàng. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp, nhưng tôi khẳng định hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống quan trọng nhất là tâm ý, nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo, song chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35, vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem, hiện nay đa số các cô mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng như tôi vừa liệt kê ra. Phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng, là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe chịu lấy hậu quả này.
3. Không nên ăn mặc hở hang. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc thiếu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có băng vớ dày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc trước hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến hai ba lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô đã muốn tỏa sức thu hút kiều gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài, do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện đã trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại trùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, trùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại trùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đặc biệt chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở khoe hai đại huyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có huyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh.
Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn. Khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại. Do các cô khoái để hở các dụng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được sau 7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai, đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hứng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế, mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng trạng nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa châm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi, đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy, nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu: tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ, là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc, gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bãi. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điểm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rửa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rửa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân
hoặc vì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục, thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị. Những điều phái nam cần nên biết. Hỏi: thủ dâm có phải là tà dâm chăng? Thủ dâm mặc dù không nguy hại đến người khác nhưng cũng là một loại tà dâm. Lý do như sau: ngẩng đầu ba thước có thần linh. Người học Phật đều biết rõ điều này. Trên thân mỗi cá nhân đều có thần giám sát. Người nào sống càng chánh trực, hiền lương thì được hộ pháp thiên long hộ vệ càng nhiều. Được thần linh ủng hộ thì họ làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi. Mà thủ dâm là tự làm việc như quỷ, khinh lần thần linh nghiêm trọng. Lâu dần thần hộ pháp cũng lánh xa họ. Lúc này thì bệnh quái, quỷ, mị, tà khí liền bắt đầu xâm nhập vào thân thể họ. Trung y nói thần có chánh khí, tà chẳng dám quấy phá là rất có lý đó. Rất nhiều người sau khi nhiễm thói xấu thủ dâm rồi thường hay bị cảm mạo, thậm chí mũi bị viêm, vân vân. Đây là biểu hiện chánh khí không đủ, dẫn đến tà khí xâm nhập. Hỏi: thủ dâm có nguy hại gì? Thứ nhất, nguy hại của thủ dâm đối với thân thể hiển lộ rất chậm, nên đương sự tưởng là không có gì. Người trường kỳ tự thỏa dục thì lực đề kháng rất kém, dễ bị cảm, còn bị viêm mũi, viêm họng, vân vân, mãn tính. Nếu phát hiện sớm, dễ cảm hơn người xung quanh, hơn nữa chứng trạng luôn nặng hơn người khác, thì cần phải chú ý. Đây là tín hiệu dự báo tác hại của thủ dâm. Thứ hai, nếu cứ tiếp tục hành vi này sẽ khiến nguyên khí hao tổn, phát sinh các chứng suy nhược thần kinh. Tình trạng điển hình là tinh lực không đủ, dễ mệt mỏi, đuối sức, trí nhớ suy trầm trọng. Thứ ba, nếu đến lúc này mà vẫn chưa ý thức được tầm nguy hại của thủ dâm, vẫn còn xa lầy lún sâu trong thói xấu đó, thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Những tác hại biểu hiện như sau: một, thần hư nghiêm trọng dẫn đến viêm tiền liệt tuyến. Người bị bệnh này đa số do trường kỳ thủ dâm, túng dục mà tạo thành. Hai, nam tính bị suy thoái, biến chất, dễ xuất tinh, di tinh, gây ảnh hưởng xấu đến hôn nhân sau này. Ba, dễ bị chứng điên cuồng, trầm quất, nặng thì phát triển thành bệnh thần kinh phân liệt. Bốn, thần bị tổn hoại dẫn đến bệnh viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu. Hỏi: vì sao có người ưu thủ dâm, có người không? Người ưu thủ dâm là do nghiệp lực dư cảm, cũng có nghĩa rất nhiều đời trước hạt giống dâm quế lưu sâu trong tàng thức nên mới phát sinh hành xấu này. Những người phạm tà dâm đời này đa số tiền kiếp cũng từng phạm dâm, nay còn lưu lại tập khí xấu. Theo mệnh lý học thì gọi những người này là phạm đào hoa, rất đúng. Có thể nói là họ sinh ra đã có sẵn tâm dâm rất đặc. Nếu như đời này không lo đoạn trừ thói xấu, không lo quân bồi đức hạnh, không chịu phát nguyện giữ dâm triệt để, thì thói xấu kia sẽ gây nguy hại cho họ đến đời sau. Hỏi: vì sao các bạn học quanh tôi thủ dâm nhiều mà thấy đa số vẫn khỏe mạnh tốt tiến? Đáp: mỗi một cá nhân có nghiệp lực bất đồng nên tình huống cũng bất đồng, song họ vẫn bị ác tập thủ dâm gieo hệ lụy, gây ảnh hưởng xấu trầm trọng. Có điều do mức độ nguy hại này phát chậm nên người ta không nhận ra thôi.
Giả như có người mỗi ngày thủ dâm một lần thì chưa đến 2 năm thân thể sẽ phát sinh vấn đề. Nhất là trước 18 tuổi mà thường hay tự thỏa dục, do thân thể phát triển chưa đủ nên ảnh hưởng xấu càng nặng, có hại đến việc phát triển thân tướng. Tôi đề nghị tốt nhất xin quý vị hãy giới trừ thủ dâm triệt để, nếu không sẽ lưu toàn hạt giống xấu trong tạng thức, gây hại cho thân tâm đời này lẫn đời sau. Tật xấu ấy không khác gì hút ma túy, phạm một lần thì muốn tái lập, bị nghiện rồi thì sẽ chuốc nguy hại to, khiến phúc lộc quyền đều bị hủy tổn giảm. Hỏi: Tây y chủ trương thủ dâm là vô hại, ngài thấy thế nào? Có thể do bác sĩ vì an ủi người bệnh, không muốn tạo thêm áp lực cho họ nên nói vậy thôi. Chứ thực sự thì khi một cá nhân thường xuyên thủ dâm, họ cứ nghĩ là không có ai phát hiện. Nhưng thực tế trong mỗi nhà đều có thần thổ địa và rất nhiều chư thần chuyên giám sát dân gian đều nhìn thấy hết và ghi rõ đương sự phạm tội ngày giờ nào. Chưa kể là bên thân mỗi người còn có rất nhiều thần hộ pháp, còn có vô lượng ác quỷ ở rải rác nơi chỗ cư trú của họ. Cho nên ngay lúc người đang thủ dâm sẽ bị thần linh khinh bỉ, chê cười, đồng thời họ còn bị vật thể âm từ dịp xâm nhập vào thân quấy rối, khiến tư duy họ bị lệch lạc ngu si, xảy ra nhiều vấn đề không tốt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến người thủ dâm dính đủ loại bệnh về thân lẫn tâm. Chưa kể là có vô số bệnh độc dành sẵn cho người phóng túng tình dục, ưa dâm loạn. Nhiều người cho rằng họ không hề lăng nhăng ngoại tình hoặc tìm gái điếm qua đêm, mà chỉ giải trí bằng đồ chơi tình dục hoặc bầu bạn cùng búp bê tình dục. Họ không biết rằng các căn bệnh lậu, xui màu gà, sida, giang mai đều là ác báo của việc lạm dục tà dâm. Điều này giải thích vì sao có người vừa tìm gái chỉ mới qua đêm rồi thì bị bệnh, thậm chí dù họ chỉ hành tà hành ái ân cùng búp bê tình dục thôi, vì mà cũng bị dướng bệnh lậu, bệnh viêm đường tiết niệu vân vân. Thời nay còn có thêm nhiều bệnh lạ ập đến, sắp tới sẽ có bệnh ung thư bộ phận sinh dục, ung thư dương vật. Cho nên xin hãy nhớ câu: bình thường không làm việc xấu hổ, nửa đêm chẳng sợ ma gõ cửa. Còn nữa, do tác hại của việc thủ dâm hiển lộ rất chậm nên đa số không phát hiện ra. Bởi không nhìn thấy mình bị ảnh hưởng gì đáng lo nên họ cứ lầm tưởng là thủ dâm vô hại. Nếu cứ trường kỳ thủ dâm thì một khi ác bệnh bùng phát công phá thân tâm, lúc đó không muốn cứu vãn cũng đã quá muộn. Tinh khí giúp tăng sức mạnh cho tinh thần, mà người tự làm thất thoát tinh khí thì sẽ trở thành một bị thịt vô trí ngu si. Tinh khí là tinh hoa huyết dịch, theo đông y còn gọi là thần thủy, là nguồn dịch nuôi tủy não, giúp duy trì sức khỏe cực kỳ tối ưu cho cả nam lẫn nữ. Nếu bạn luôn giữ mình tinh khiết thì chất dịch này sẽ nuôi tốt tủy não, khiến bạn cực kỳ thông minh sáng trí. Thế nên người trường kỳ tà dâm thủ dâm là tự làm tổn thương mình nghiêm trọng. Họ thường có tinh thần uể oải, sắc diện không tốt, thần bị hư hoại, sức khỏe suy rồi, do dịch tủy bị tiết ra ngoài nhiều nên xương bị rộng xốp dễ gãy. Hỏi: tôi không tự thỏa dục nhưng có ý dâm, như vậy có sao không? Điều này gây hại không nhỏ. Chúng ta phải nhận thức được tà dâm là ma tính. Hằng ngày nếu toàn nghĩ tưởng chuyện dâm, lâu dần sẽ bị trúng tà, tà ăn. Có người còn bị bệnh thần kinh. Quá trình nuôi dưỡng ý dâm cũng làm thất thoát tinh khí thần, lâu dần sẽ gây tổn hại nhiều cho thân tâm, phải cẩn thận. Hỏi: nếu trường kỳ thủ dâm dẫn đến hậu quả bị viêm tiền liệt tuyến nghiêm trọng
thì phải làm sao? Tình trạng này xảy ra rất nhiều, có thể dùng cách chữa trị như sau. Đầu tiên phải giới trừ tất cả hành vi tà dâm. Ngay cả nghĩ tới cũng không được nghĩ. Sinh hoạt vợ chồng cũng tạm thời đình chỉ, tốt nhất là 1 năm trở lên. Nghe thì quá nghiêm và khó, thực ra cuộc sống có nhiều thú vui vô hại, thanh cao nhiều hơn. Nếu bạn chịu khó tu tập tinh tấn thì lòng dâm và ý dục sẽ dần tan, nên đặt tâm ý vào công phu. Thứ hai, hãy in các sách thiền quảng bá nhân quả và khuyên dứt tà dâm. Bạn khuyên được một người giới dâm thì sẽ giảm bớt một phần tội tà dâm. Như thế, phúc báo bạn sẽ mau chóng phục hồi. Hỏi, vì sao tôi bị bệnh viêm tiền liệt tuyến, uống thuốc rất nhiều mà không lành? Nguyên nhân là do phúc báo bạn quá ít mà bạn tạo duyên lành hỗ trợ quá kém. Cần tu sửa và quảng bá việc giới dâm thì sẽ có kết quả tốt. Chuyện tu sửa mà tôi nói đây chính là nguyện dứt ác hành thiện, nghiêm trì giới luật, tụng kinh sám hối, cương quyết từ bỏ mọi lỗi xấu, thề bỏ mặn ăn chay. Ăn chay còn giúp thân thể khang kiện, dễ thân tâm quả dục. Hỏi, làm sao giới trừ tà dâm, thủ dâm? Bởi vì thủ dâm thường dẫn đến bệnh thần kinh suy nhược, cầm quất. Bệnh này thường phát nặng vào hai mùa thu đông. Nguyên nhân phát bệnh là do thủ dâm dẫn tới thần hư. Thần hư khiến lực đề kháng yếu, còn bị vật thể âm xâm nhập vào thân quấy rối, dẫn đến hay suy bại nghĩ sẵn. Cần nhận rõ nguy hại của thủ dâm, không nuôi dưỡng và cắt đứt mọi ý tưởng dâm tà. Bạn đừng cho rằng khi bạn thủ dâm sẽ không ai nhìn thấy hay phát hiện ra, vì nhất cử nhất động của bạn luôn có vô số quỷ thần đang nhìn rõ mồn một. Nếu tâm dâm nặng quá, bạn nên tu quán bất tịnh để đối trị, phải kiên trì ăn chay, tụng kinh, chú lặng nghiêm. Hãy dâm niệm vừa khởi thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, lâu ngày tâm dâm sẽ tiêu. Bạn còn phải vĩnh viễn đoạn tuyệt hẳn, không bao giờ xem các phim, ảnh, sách, báo, sắc tình, khiêu dâm, kích dục. Phải dũng mãnh tự chủ, lánh xa các trang web xét đồi trụy, quyết không nhìn, không xem, và hãy khuyên người đừng xem. Muốn giới dâm thành công thì tiếp theo nên tu pháp môn như sau sẽ giúp bạn giữ giới tốt và sớm phục hồi sức khỏe. Hàng ngày tụng 21 biến chú lặng nghiêm, 108 biến chú đại bi và 1 biến tứ chủng thanh tịnh minh hối. Mỗi ngày nên siêng năng bái Phật càng nhiều càng tốt. Đây là khóa công phu rất hay dành cho người tài gia. Nếu bạn kiên nhẫn hành trì sẽ thấy ma tính tự tiêu, Phật tính dần hiển lộ, đạt được pháp lạc, trụ gì bất thối, tính tâm kiên cố, phúc huệ đều tăng. Những điều tôi nói bạn có thể không tin, nhưng hãy thực hành, tự thể nghiệm thử, rồi sẽ thấy ngay đáp án di diệu. Lời người dịch: Đức Phật từng nói rằng trên đời có hai hạng người dũng mãnh, hiếm quý, giống như hoa ưu đàm khó gặp. Một là hạng người không bao giờ làm điều ác. Hai là người có tội mà biết ăn năn sám hối, nguyện dứt trừ lỗi xưa. Hai hạng người này rất là quý hiếm, khó có, khó gặp. Thối thường nói lỗi người thì dễ, nhưng tự nhận ra lỗi mình chịu sửa sai là rất khó. Cổ nhân cũng có câu: làm ác mà không muốn người biết là đại ác, làm xấu mà muốn tất cả đều biết, đó là người đại thiện. Bây giờ tôi xin dịch giới thiệu các câu chuyện của những người đại thiện dũng mãnh hiển quý ngay trong thời đại này. Chính nhờ họ hiểu giáo lý Phật, chân thành thực hành pháp, nên tự nguyện nói thật, sống thật, không dối trá, vừa phơi bày tất cả lỗi lầm bản thân. Chính lòng ăn năn sám hối tha thiết khiến họ muốn đổi mới cuộc đời theo hướng sống tốt đẹp, nên mới không ngần ngại kể hết mọi điều xấu của mình ra.
và cũng vì từ tâm muốn mọi người được lợi ích, không còn phạm lỗi và được hưởng niềm an vui hạnh phúc giống như họ. Bây giờ mời bạn đọc tiếp các câu chuyện giới dâm sinh phúc sau đây và hy vọng bạn rút tỉa được thật nhiều điều hay từ đó. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với cái đần độn ngu ngốc. Sau đó do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề làm thợ. Nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm, và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện giết trừ tà dâm. Không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư và sách dân quả, khuyên người giới tà dâm. Lời thệ xuất phát từ tâm cương quyết buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi tự thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thệ giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bà mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Vốn là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lọt vào. Nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính, chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi các huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị, thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng, mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng 1 năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy. Nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng dựng xếp theo trước đó. Các chăng là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, song người ta thì bị xem là tân binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để khoe, mà là muốn nói với mọi người. Trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ, coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cái địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn
đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề ghế tới. Vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng. Bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hàng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành, còn viết bài khuyên người giới dâm, nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, diễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật, giúp người phóng sinh, bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc kinh an. Tôi nguyện trọn đời trọn kiếp mãi mãi với tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc. Mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tứ ân, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát bồ đề tâm, mạng báo thân này xin về cõi an vui. Chuyện thứ hai. Tôi thi đậu vào hai trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là bị viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh, từng bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao, bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thực tính lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn một năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lũng củng ác tắc, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, là phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lần đợt. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ trăm lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn một tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây do bữa bạn hay thủ dâm, là quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh, sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết với tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị ngạt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên quan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình
cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế. Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hành xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ, dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia cho rằng tà dâm thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm. Mà chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, quân diện thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sẽ hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thề nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất kinh an, thoải mái. Thái độ ủ rũ nặng chí trước đây không còn, từng ngày sống như được thấy dương chiếu rồi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu trong lòng quang minh chính đại, giống như có thái dương soi rọi nơi tâm, khi đó tôi không hiểu. Giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thệ nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vì bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sự ích. Chuyện thứ ba. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm lý đến. Tình cờ xem một giới tà dâm trên mạng, tôi học được rất nhiều điều hay, mới hiểu ra thủ dâm là khiến cả đời bần tiền, làm việc gì cũng thất bại không thành. Trang web giới tà dâm không những tuyên truyền giáo dục, giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về chú Lăng Nghiêm. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng một biến. Mặc dù không hiểu rõ câu văn từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay xét hở hang nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lường mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện, bình thường về mọi mặt, nên tôi an tâm.
Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích dòng độc. Nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào. Tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thề với tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được một tháng. Mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa nên giới tự nhiên thật. Hôm nay tình cờ đó là chiều cao mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tuyệt hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn, vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết trên 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo nên đi tìm công tác rất khó khăn, đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đại hạ giá nơi cái quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện với tà dâm, quyết tu tịnh học Phật rồi thì lại tìm được chỗ làm rất ngon, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất cán kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi chơi đá banh, lúc người khác đã bệt bò ra thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin, tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn. Dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phong cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình, nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh. Xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡi các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết với tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, 15/3/2016. Kinh nghiệm tuyệt diệu về giới dâm. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Hồi nhỏ tôi cũng là một bé gái thông minh lanh lợi khả ái. Nhưng do không hiểu báo ứng nhân quả, không được giáo dục tốt và chưa thấm nhuần Phật Pháp, nên ngay từ 6 tuổi tôi đã nhiễm phải thói xấu thủ dâm, ác tật quân quen. Một ngày phải giải quyết 2 lần. Lúc thực hiện cảm thấy vô cùng thích thú và lòng chứa đầy ý tà. Thời tiểu học thành tích xem như tạm ổn, nhưng tôi phải nỗ lực nhiều mới có được điểm cao. May là tôi có trí nhớ tốt nên cũng được xếp vào ban tinh anh, nhóm tinh hoa anh tài. Song dù tôi có dự vào hàng ngũ này thì cũng chẳng được đãi ngộ tốt, không được giáo sư yêu, gặp nhiều duyên xấu, việc học không phát, còn chịu nhiều áp lực khó khăn. 11 tuổi vậy thì, nhưng làn da non nớt trên mặt tôi nổi đầy mụn giống như đậu mùa. Do trường kỳ thủ dâm khiến tôi bị quỷ dung, tâm lý hầu như bị nam hóa. Tướng mạo nhìn giống như bà đàn ông, nam bà khi đi trên đường. Mỗi khi thiên hạ dòm, họ không phân rõ tôi là nam hay nữ. Thế phần tôi nói năng rỗn rãng, ngôn hành cử chỉ giống như nam nhân, dung nhan trông quái lạ, khó coi, nên lúc đi đường thường bị người chỉ trỏ, cười nhạo sau lưng mà không hề hay biết. Những khi nhìn thấy các bạn trang lứa có tướng mạo thanh tú,
tôi rất thèm cải biến dung nhan mình xinh đẹp. Tất nhiên là lịch bất tòng tâm. Bởi dù tôi có cố ăn mặc thật đẹp thật sang, đúng theo mốt thời thượng, nhưng vẫn cứ xấu xí khó coi. Thời trung học, tôi rất ưa xem văn hóa đồi quỳ và đĩa đen, nên càng kích thích tâm tà bộc khởi, tạo dịp cho thói thủ dâm càng bành trướng mạnh. Hễ đã phát là khó tự khống chế. Tôi thường đợi người nhà ngủ hết rồi mới lén mở đĩa xét ra xem. Tất nhiên là dâm tâm theo đó bùng phát, là phải tìm cách giải quyết. Cuộc sống tà dâm đem lại giận dỗi cho tôi liên tục. Tôi dám xác quyết và chắc chắn điều này vì đã có kinh nghiệm bằng chứng hẳn hoi. Thời trung học tôi quen biết và giao du toàn những kẻ có tâm dâm nặng. Cái này không trách ai được, chỉ có thể nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì vậy mà cả ngày chúng tôi toàn sổ ngôn tình dâm nữ, thốt toàn lời tục tiểu thấp hèn. Mà mỗi khi nghe đám bạn xấu nói tục kể thuật các câu chuyện chứa đầy nội dung dâm ô thì tôi cảm thấy hết sức thích thú. Nhưng mới nhờ gia đình tôi càng phong yến bảo thủ, lễ giáo khó khăn, nên tôi không dám buông thả tìm nếm vả cấm hay duyệt trào cùng người. Đây chính là điều may mắn duy nhất trong cuộc sống bất hạnh của tôi. Người có dâm tâm nặng thì âm khí thịnh, lòng chứa đầy tà trược u tối. Do vậy mà dần dần tôi biến thành kẻ sức láo ngang ngược, sống theo kiểu mục hạ vô nhân, không xem ai ra gì, không biết tôn trọng người lớn và có tính kiêu ngạo cực kỳ. Hễ phát ngôn là nói toàn lời chua cay khắc nghiệt. Ở trong trường tôi hay chọc tức giáo sư, về nhà thì cự cãi cha mẹ, nghĩa là tôi gieo toàn hạt giống bất thiện xấu ác. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới đầu đại học, nhưng chẳng lưu tâm đến sự nghiệp tương lai gì, không biết nắm bắt cơ hội tốt. Suốt thời gian hoàng kim của tuổi thanh xuân, cả ngày tôi toàn mơ mộng hảo, đắm chìm trong thủ dâm, giao du luôn thay đổi bạn. Có thể nói tôi để thời đại học trôi qua trong uổng phí. Lúc đó tôi đi học thường xuyên cảm thấy bị áp lực, vào phòng thi hay quay góp bài, có lần bị bắt gặp, suýt nữa thì hỏng việc. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm, nhưng công tác bị thay đổi luôn, thường lãnh lương thấp hơn người khác, hay bị đồng nghiệp cư xử xấu tệ, chỗ chỗ đều gặp khó khăn, khiến tôi hầu như suy sụp. Dù cuộc sống rơi vào thống khổ như địa ngục, tôi vẫn chưa biết thức tỉnh, cứ một bề ngu muội bám vào thủ dâm để tìm vui, còn cho rằng hành vi này sẽ giúp tôi xả stress, giải tỏa áp lực như đa số các bài viết trên mạng khuyến khích. Nhưng kết quả tôi thu được chẳng khả quan, mà chỉ khiến tôi ngày càng xa lầy, chìm xuống vực sâu khó thể ngoi lên. Tướng mạo của tôi càng lúc càng thô tục khó coi, thậm chí bị người chê, nhìn tôi giống như yêu tinh. Tôi làm nhân viên công chức, song hay bị chèn ép, bị cấp trên đãi ngộ không tốt, luôn gặp chuyện hao tài. Tôi cũng ráng làm việc cho qua ngày, nhưng thường gặp khó khăn trở ngại. Đi đâu cũng đụng phải người xấu hay kẻ tiểu nhân. Lúc tổng kết cuối năm thì luôn bị đánh giá năng lực thấp. Dù tôi làm việc gian lao, nhưng chưa bao giờ được khen thưởng hay đề bạt. Tôi mang hình dáng bà đàn ông thô tục đến hai mươi mấy tuổi, nếm đủ khổ sở chua cay, về tình duyên lại càng bạc phần xui xẻo. Gần 30 tuổi rồi mà tôi chưa nếm được mùi vị ái tình thơ mộng, chưa bao giờ nếm qua cảm giác được nam nhân yêu chiều đối xử chân tình là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có cặp có đôi, riêng mình đi về thui thủi, đơn thân chiếc bóng, trong lòng tôi buồn không kể xiết. Chứng kiến cảnh các bạn gái
được người yêu cưng chiều, còn mình thì sống trong cô lẻ, tinh thần càng bị đả kích khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, dẫu tôi có gặp tình duyên kia thì cũng giống như bọt nước tan mau, lại còn gặp toàn bọn nam nhân xấu nết, vì họ đối với tôi vô cùng tệ, toàn là hạng đa dục, không thực lòng. Dù có ngọt ngào thì cũng chỉ là giả dối trên đầu môi. Họ khiến tôi càng thêm thất vọng, chuốc lắm sầu buồn khổ tâm. Có thể vì vậy mà tôi bị chứng thần kinh suy nhược, ký ức ngày càng sa sút, đối với cuộc sống càng lúc càng chán nản. Cả ngày tôi ru rú trong nhà, không thiết làm gì. Gần 30 tuổi, nhưng cuộc sống tôi vẫn ôm một bụng chứa đầy ý dâm, nên tôi hay tự thỏa dục, còn cho đây là thú tiêu khiển mang lại niềm vui lớn nhất, vì vậy mà cứ chìm sâu trong mê muội u tối. Lúc 27 tuổi, tôi cũng dính vào tình yêu. Tuy tôi có lòng, song đối tượng lại hững hờ, mà nếu có thì họ chỉ muốn đùa bỡn lường gạt, khiến tôi thêm tổn thương thôi. Tình lang luôn khiến tôi khổ sầu đến nỗi đêm đêm nước mắt đầm đìa. Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi gặp toàn giận rủi liên miên, nhưng cứ ngỡ là tài vận tốt của mình chưa tới, nên ngày ngày ngóng cổ chờ may mắn đến. Đâu biết rằng tất cả vận tốt đã bị tôi hủy hoại bằng hành vi thủ dâm tự phá đức của mình. Chỉ sau khi biết đạo, học Phật pháp rồi, tôi mới bừng tỉnh và ngộ ra điều này. Có lẽ trời cao còn thương xót nên tôi được may mắn gặp Phật pháp, được học giáo lý Phật và hiểu ra trăm hạnh hiếu đứng đầu, vạn ác dâm là tội lớn nhất. Khi tôi đã hiểu rõ chính thủ dâm đem lại cho mình nhiều ác báo và chiêu dời dần rủi liên miên, thì ngay đó tôi tỉnh ngộ, dũng mãnh hạ quyết tâm, thề từ đây vĩnh viễn giết trừ tà dâm, không bao giờ thủ dâm nữa. Việc làm đầu tiên là tôi tẩy chay tất cả văn hóa sét, lập tức xóa sạch hết những hình ảnh truyền phim dâm quế trong điện thoại di động. Ở trước Phật tôi long trọng phát thệ, từ nay vĩnh viễn từ bỏ thủ dâm, nguyện giữ giới không tà dâm nghiêm nhặt. Thật là tôi chỉ mới giới dâm trong vòng một năm ngắn ngủi thì tướng mạo dần thay đổi đến độ bạn bè súng nhau hỏi tôi: có phải bạn đã đi mỹ viện chỉnh dung? Khiến tôi thực sự ngạc nhiên và bỗng thấm thía cái câu tướng do tâm tạo. Kể từ sau khi giới dâm rồi thì tâm tư tôi ngày một tốt lên, làm việc chi cũng kham nhận giỏi và có được lực tập trung rất mạnh, trí nhớ cũng phát huy. Tôi làm việc đạt kết quả tốt nên hay được cấp trên khen thưởng, còn đề bạt tôi thăng chức. Từ đây mọi việc hanh thông, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi không ngờ việc giới dâm cũng giúp tôi giải trừ hết mọi u ám tối tăm, cõi lòng tôi bắt đầu được ánh sáng trí tuệ chiếu rọi. Mối quan hệ giữa tôi cùng mọi người trong gia đình trở nên tốt lành, bởi tôi đã hiểu trăm thiện hiếu đứng đầu và thủ dâm chính là tự hại mình, còn làm tổn thương lây đến phụ mẫu. Vì vậy trước Tam Bảo tôi chân thành sám hối tất cả tội lỗi trong quá khứ, nguyện phụng thờ song thân và kính Phật. Sau khi giới dâm được 2 năm thì tôi gặp một người yêu lý tưởng, một tình lang rất tốt tính và đức độ. Anh hết lòng yêu thương tôi, chẳng bao giờ làm tôi buồn. Anh luôn khiến tôi cảm thấy an ổn, hạnh phúc. Ngoài ra tiền tài cũng bắt đầu phát. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tôi đã gặp cơ hội đầu tư tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Chính việc giới dâm đem lại cho tôi sự thay đổi cực lớn và vận may ngoài sức tưởng. Tôi làm việc rất có uy tín, luôn được người tin, cấp trên thường cất nhắc đề bạt cho tôi thăng chức. Vì vậy mà đường quan lộ của tôi cứ thăng tiến. Việc đến đây
tôi chỉ còn biết cảm tạ chư Phật, Bồ Tát đã gia trì. Vì nhờ Phật Pháp mà tôi biết cải thiện, biết tu sửa thay đổi tâm tính, nguyện đoạn trừ tất cả tật xấu. Tôi nguyện đời đời làm người tốt, sống không làm điều gì đáng xấu hổ với lương tâm. Và kể từ giây phút tôi cương quyết bỏ ác thành thiện đó, tôi gặp may mắn đến liên tục. Tôi nghiệm ra giới dâm và hiếu thuận phải luôn đi đôi song hành. Có vậy thì cuộc sống mới đạt được tốt đẹp về mọi mặt. Bởi vì cha mẹ có thâm ân sinh dưỡng, có hiếu mới có thuận. Nhờ vào hiếu tâm mà ta biết hy sinh, hết lòng lo nghĩ cho cha mẹ và có đủ lực nhẫn nại để giới dâm. Nếu hoài nghi, xin bạn hãy thực hành như tôi đi, rồi sẽ thấy mình đạt được hạnh phúc an vui, may mắn tốt lành ngoài sức tưởng. Xin hãy tin tôi, vì tôi chính là bằng chứng sống động chân thực nhất. Tôi đã vì ngu si không biết mà tự hủy hoại cuộc sống, làm uổng phí mất 22 năm hoàng kim của mình. Nhưng sau khi nỗ lực giới dâm rồi thì một cảnh giới sáng lạng đã mở ra trước mắt tôi vô cùng khiết mỹ. Tôi chân thành chia sẻ kinh nghiệm mình từng trải qua. Khẩn thiết mong các bạn, nhất là những gì có lỗi giống như tôi, sẽ biết hồi tâm tu sửa, sống thật có ích cho mình cho đời. Cầu mong tất cả các bạn đều đạt được hạnh phúc giống như tôi đang hưởng. Tôi đã tu hết can đảm để viết ra trung thực câu chuyện của mình, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Mong rằng mọi xấu xa đều được đẩy lùi, chỉ còn lại điều tốt đẹp thiện lành trong mỗi chúng ta. 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 Mỗi chúng ta.